Con học lớp mấy con nghỉ? Con học tới lớp 6 nghỉ. Tại vì hoàn cảnh khó khăn đó, rồi ba nó bị vậy đó, rồi đâu có điều kiện cho bé nó đi học nữa đâu anh. Em nói chứ bé này nó học. Ba con được ra sớm. Kêu mấy cậu. Nhớ ba lắm hả? Dạ. Anh Thái là Việt Kiều Mỹ gửi cho gia đình mình 1 triệu. Nói với anh em mong ơn. Đừng cảm nhận. Có em nói thiệt, nó làm con trai em nên bạn cho em đi xin mỗi nhà. Đi xin hả? Dạ, đi xin ngày có mấy chục ngàn đem về. Cho em uống sữa. Trời ơi. Dạ buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay trong cái quá trình mà quay lại hoàn cảnh của gia đình anh Xuyên ở thành phố Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp á, thì được một cái ông hai ổng giới thiệu ở đây có một cái gia đình mà hoàn cảnh rất là éo le. Và đặc biệt thì mọi người có thể thấy được rằng là gia đình của chị này thì được che bằng một cái miếng bạc, những cái miếng bạc rất là nóng. Và đặc biệt là tìm hiểu á, thì anh thì lại trong một thời gian gây tai nạn và anh lại đi tù. Hiện nay thì chị nuôi mấy cái đứa con thôi. Ba đứa. Dạ. Em chào chị nhé. Dạ. Ồ, mình ở đây lâu chưa chị? Dạ, em ở đây cũng năm mấy rồi. Ồ vậy hả? Dạ. Đất này của ai? Dạ, đất cũng như cũng nhà nước vậy á, rồi cũng như em ở cũng như cô bác toàn thương rồi ấy vậy. Rồi chừng nào người ta đuổi thì mình giờ một lần em ở gần ông hai đó. Cắt cái chòi cũng nhỏ nhỏ hơn chòi này nữa. Chị có mấy đứa con? Dạ em ba đứa lận. Ba đứa hả? Đứa lớn nhất là đứa, bao nhiêu tuổi? Đứa lớn nhất 14 tuổi mấy rồi, gần 15 tuổi là con hả? Dạ. Con có đi học không? Dạ, con nghỉ rồi. Rồi đây là đứa bé nhất đây dạ. Hả? Chót hết. Rồi đứa kế đâu? Đứa kế nó đi chơi gặp bạn trai. Mình ở đây một năm mấy rồi? Dạ. Rồi sinh hoạt sao chị? Em tối em đi bắt cá rồi đó, bắt cá bắt gắn bắt ếch rồi bán, hỏi ông bác đó. Chị đi bắt hả? Dạ đúng rồi. Rồi ban ngày thì chị giữ mấy bé? Dạ. Tối thì tối ngăn bé này giữ. Chị hai giữ hả? Con dạ. 14 tuổi. Bé này là mấy tuổi ta? Bé này hai mấy tháng rồi, 27 tháng. Anh là tại sao anh lại... Anh cũng như anh nói chung là anh chạy thuốc này kia bị bắt. À, anh đi hàng lậu hả? Dạ. Đi thuốc tây, thuốc hút hả? Dạ, thuốc gói. Ở tù mấy năm? Ở tù 20 mấy tháng rồi. Án 2 năm rưỡi rồi. Hiện nay anh bị giam ở đâu? Ở Long Biển anh. Anh chị có thường đi thăm anh không? Dạ có, mà vài tháng em mới thăm lần. Rồi ảnh trong trọng cũng đi, ảnh điện về. Ảnh điện về, ảnh kêu thăm hoài. Ở nhà nó con khổ, bệnh này kia nè. Nhỏ bé đang bệnh, không tiền thuốc uống. Rồi cái nhà mình thì cho em vô với. Ở đồ đạc có chị để đây đi hả? Dạ. Ôi lũ khủ với ta. Dạ. Sáng nay mình ăn cơm với gì? Dạ em ăn cơm mà chị bên đó có cho đồ ăn. Mà chị bán cơm bên đó. Ôi ơi khổ quá. Đây là đồ ăn của mình đây hả? Dạ. Trời ơi. Là mình chỉ có được mấy miếng vạt này thôi. Dạ. Bị ta đuổi hả? Dạ cũng như người ta làm cũng như khum vậy đó anh. Rồi em ta đuổi rồi giờ em chúng chưa biết đi đâu. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 36 tuổi. Còn anh? Anh hết tới 4 mấy rồi. 49 rồi. Thì sống xa chồng con gì có buồn không? Ba đi vậy rồi con có buồn dữ không? Con buồn, con nhớ ba. Làm cho người ta nói vậy đó. Nhớ ba hả? Con đi làm gì? Con làm bưng nước cà phê chứ con lạnh lắm. Trời ơi. Trời gì khổ quá rồi cho con. Con làm bệnh lắm luôn, mẹ nó không có tiền mẹ. Làm tháng được nhiêu? Có 3 triệu. Hôm nay sao con không nó làm? Tại em mới bệnh. Em bệnh con về giữ chức. Chị là đi bắt rắn hả? Dạ. Em bắt cái gì, em ba tối bắt cái gì được cái gì là em bán cái nấy à. Hỏi anh không nên. Ôi ở đây nóng quá chị. Thì cũng ráng chịu chứ biết sao vậy anh. Rồi điện sao chị? Điện thì em xài cái người tới tháng trả tiền. Mỗi ngày mình thu nhập gì được khoảng nhiêu tiền? Thì tối thì có bắt có thì không có. Có thì em bán 70-80, có khi 100 ngoài cũng có. Mấy giờ chị đi bắt? 8-9 giờ mà bé ngủ em mới đi. Đi bắt đến mấy giờ? Em bắt tới 11-12 giờ mới về. Em đi lúc ở trên trọng. Đi con mình lên. Chị đi dụng cụ bắt bằng cái gì? Em đi bắt bằng cái vợt này nè. Đâu rồi cái vợt này nè. Em đi bắt cái vợt này nè. Vậy là em xúc có cá nha, em xúc cá. Ở dưới sông hay là trong đồng? Dạ, dưới sông này, cái đường này nè, đi dài lắm. Ngày kia chị làm cái nghề bắt cá này lâu chưa? Là cũng như từ lúc chồng bị tới giờ là em ấy luôn chứ.
là lúc chồng mà bị là chị là làm cái nghề này luôn. Dạ. Rồi cái đứa nhỏ tiếp theo chị mới nói đi đâu qua nè. Dạ, nó đi chơi rồi. Đi chơi hả? Dạ. Bạn trai hay gái? Con trai. Ừ, nhiêu tuổi chị? Nó 11 tuổi. Ở đây, ở đây cái việc mà sinh hoạt của mình thì sao? Làm sao? Tắm rửa đâu đó. Tắm rửa em đi xuống sông em gánh nước lên. Ừ. Em gánh cơ cũng như lấy hai thùng này có quai gì nè. Quai cứng gì nè, em làm hai bên em gánh. Ừ. Em lấy cây móc mà cái móc móc heo đó nha, em làm vô em gánh cho nó nhẹ. Ừ. Chứ sắt thì nó nặng quá. Ừ. Còn có mưa thì em hứng. Trước đây thì chị ở đâu? Trước đây quê em ở An Lâm Đồng Tiến. Ừ, nhưng mà trước đây là chị lên cái trại này ở một năm mấy nay là chị ở đâu? Dạ, cũng như em ở cái trại gần ông bác đó đó. Gần bác đó đó rồi nước lên em mới thấy gì nó mục nữa rồi. Ừ. Rồi trại, cái trại dưới nhỏ hơn trại này nữa. Rồi chờ cô bác thấy gì đứng ngăn cô bác kêu xính thích rồi cho người mớ mớ ngăn cắt cho em. Ừ. Cái này là cũng như là người ta cho em cắt không đó. Cái trại này là người ta cất cho mình luôn hả? Dạ, người ta cho tiền em mua đồ cắt. Ừ. Người ta mua đồ người ta cắt cho em luôn á. Ờ, chị tên gì? Em tên Nguyệt. Chị Nguyệt ha? Dạ. Ừ. Trời ơi trời. Rồi cái việc mà đi vệ sinh rồi sao? Thì em che ở ngoài đó, đó. Rồi đi cầu thì đi lần đẳng đi cầu tư máy. À đi dạ. Mướn. Dạ đi mua đi, đi 2.000 Ờ à. Rồi mình tắm ở đâu? Em đi xuống sông tắm không à. Con cũng đi xuống sông tắm luôn hả? Tắm nước sông. Dạ. Tắm nước sông rồi thay ở trên lên đây thay đồ. Dạ. Trời ơi ở đây thì đâu có tới là 3 mét đâu. Nền này, nền này nền đất. Ở trên thì nóng, ở dưới này thì nó hôi nè. Dạ. Có khi nào ta đuổi chị không? Dạ có. Rồi bữa hổm cái anh làm cũng như làm cái đó đó. Anh cũng có đuổi rồi em mới xin ảnh. Em nói anh ơi em cũng mới giờ lên nè. Thôi để gán cho em coi rồi ấy mà ảnh làm cũng chưa có tới đó. Mà ảnh làm tới em ở giờ. Em nói chờ nước giật em giờ xuống gần ông bác đó. Ờ. Là cái chỗ cái bè mới nãy của anh đó đó. Cái bè đó em đi em đi ngang qua đi lại đâu có thấy được cái nhà mình đâu. Yeah. Ở năm mấy nay mà em đâu có biết được được. Mà năm mấy nay là cũng như là em mới giờ lên đây có mấy tháng thôi, còn cũng như năm mấy giờ trước là em ở dưới kia ở gần ông ba, ông gần ông hai đó đó. Ừ. Gần sát bên ông. Ừ. Mà cái chòi nhỏ xíu mà nhỏ hơn ông. Nóng nắng nóng mưa nó có tạt dột gì không? Dạ cái này thì nó không có dột tạt, có ở dưới thì có tạt còn này kia. Ờ, có em lo gì nè chị, nhà mình nó thì cửa nẻo nó không được kín đáo nè. Dạ. Mà đặc biệt là chị là phụ nữ mà chị có con gái lớn nữa. Dạ. Vậy thì mình ở như thế này nó có an toàn không? Em cũng không biết nữa đâu, hay đó em có biết. Có khi nào mình bị những kẻ xấu không, thường? Hồi đó giờ thì không có. Ừ. Dạ, chung là đó giờ thì không có, còn sau này thì mình không biết được. Ừ. Còn từ lúc em ở giờ thì chung không có. Ừ. Chị có ước muốn gì không? Em cũng ước muốn mà biết, nếu mà mấy anh giúp em thì em mang ơn nhiều. Vậy hoàn cảnh em khổ gì anh không tin thì anh hỏi chồng sớm. Khổ lắm, tối em đi bắt cá gắn ai cũng nói với mình bà đi bắt thì phải gắn bắt cũng có tiền nuôi con. Ừ. Tiền thuốc tiền men con bé nhỏ xíu đang bệnh. Còn bé nó đang bệnh gì vậy chị? Nó bị ban anh ạ, em uống nước thôi. Bị ban hả? Dạ bị ban nó bị ra đây nè con, ra đây nè, ra mẹ nè. Nó 27 tháng rồi mà nó có bị lớn nè. Bệnh hoài, bệnh ban hả? Có đi chữa đi khám bệnh gì không? Dạ luôn. Có thì có mà cũng cái em lấy cũng như lấy thuốc rồi chờ này cái bài bà cho nó uống vậy thôi chứ đâu có tiền nữa đi mình. Dạo đâu? Dạo đi chơi em đâu biết đâu chị. Đi em biết tường nó kia. Ồ cái nhà mà cô đó kìa. Đó. Ồ nó mở ra kìa. Ừ. Trời ơi. Chơi mũ mà chứ đâu có. Con gái thì con đi làm được bao lâu rồi? Gần cả tháng nay. Ừ. Không có giờ. Ừ. Con làm ở Cao Lãnh cách đây cũng 40-50 cây. Dạ. Con làm được một tháng nay. Ai giới thiệu con đi làm ở dưới? Dạ ân cô con. Ừ. Con làm ở chỗ nào, quán cà phê tên gì? Cà phê nằm ở trong Cao Lãnh nữa. Ừ. Dưới Cao Lãnh nằm ở trong. Dạ, dưới nằm dưới Cao Lãnh. Rồi con đi bằng gì xuống? Con đi xe buýt xuống. Ờ đi xe buýt xuống dưới hả? Con làm gì rồi con ở đâu? Ở chỗ bà cô. Ở chỗ nhà trọ của cô, ở chung với cô. Ờ rồi con ăn uống sao? Cô nấu đồ ăn này kia cho con ăn. Ừ, tháng này con còn dư lại được nhiêu? Dạ không có dư. Có gửi cho mẹ giúp không? Có giúp cho mẹ không? Có gửi tiền cho mẹ không? Con chưa lấy được lương mà. À con làm con chưa có được lương ha. Ừ. Trời ơi. Tại vì con
về gấp quá đó, con chưa lấy lương. Con nghỉ được bao lâu, nghỉ học bao lâu rồi? Con nghỉ học cách nay là 2 năm rồi. Con học lớp mấy con nghỉ? Con học tới lớp 6 nghỉ. Tại vì hoàn cảnh khó khăn đó rồi, ba nó bị vậy đó rồi, đâu có điều kiện cho bé nó đi học nữa rồi. Em nói chứ bé này nó ham học lắm. Trước đây là anh làm cái nghề mà chị thuốc lậu thôi đó giờ luôn hả? Dạ, không, anh cũng đi bắt giác nữa, một lần em dẫn đi cũng như tầm lấm chân ở ngoài Tây Ninh đầu này kia đi làm công ty người ta đi bắt giác bột mì rồi đó. Với giác phân đồ ảnh giác hết trơn, ảnh bắt giác thôi. Từ bao lâu anh mới làm nghề chạy thuốc đó? Cũng mới đây thôi. Ở tù hai mấy tháng hả? Dạ, 2 năm rưỡi, ăn 2 năm rưỡi. Mà anh ở được 10 mấy tháng rồi. Con có ước muốn gì không con gái? Ba con được ra sớm. Mấy cậu nhớ ba lắm hả? Dạ. Ba là cũng làm cái công việc để mà nuôi gia đình thôi. Ủa chị không sợ nó sao? Đã em sợ mà cũng phải gắng làm anh ơi. Nè. Đâu. Chị chụp lại luôn hả? Dạ. Ồ gắn này gắn gì vậy? Gắn hổ hành. Mấy ký chị? Có 800 gram à. Ồ 800 gram mà lúc đó bán được nhiêu tiền? Bán được bà chị bà, cũng như cho đưa bà chị mới cho được 100 mấy. Ồ dạ. Nay thấy cái hoàn cảnh của gia đình mình em thấy thương quá, thấy tội nghiệp quá, thì thôi bây giờ cố gắng đi. Hôm nay thì em đến đây có một mạnh quân anh Thái ở Mỹ gửi cho gia đình mình 1 triệu nha. Dạ. Cảm ơn. Anh Thái là Việt Kiều Mỹ gửi cho gia đình mình 1 triệu. Nói với anh em mong ơn. Cho em đi sinh mỗi ngày. Đi sinh hả? Dạ, đi sinh ngày, có mấy chục ngàn đem về cho em uống sữa. Trời ơi. Bạn cho em đi sinh mỗi ngày luôn, mỗi ngày đi sinh. Có khi giờ sinh được 20-30 ngàn đem về cho em uống sữa. Cho em này hả? Dạ. Nó còn uống sữa nên nó ốm yếu quá, nó bệnh hoạn, nó ốm yếu quá rồi nó không có ăn, ít ăn rồi không uống sữa. Gần 30 tháng mới có bé lớn. Trời ơi. 27 tháng rồi. Hoàn cảnh của chị éo le quá. Thôi thì hôm nay em đến thăm gia đình của mình, em thay mặt anh Thái. Dạ. Việt Kiều Mỹ gửi cho chị 1 triệu đồng, cố gắng cho bé uống sữa với lại mình trang trải trong cái thời gian tới nha. Dạ, nói với anh em mang ơn nhiều. Em không biết nói gì hơn. Trời. Vì hôm nay bé đi sinh luôn hả? Dạ. Sáng rồi nó đi rồi ngủ thức dậy là nó đi rồi tới chiều tối mới về. Chị nói là bé đi chơi, thật ra là bé đi sinh hả? Dạ. Trời ơi. Thôi em hôm nào thì em sẽ quay trở lại gia đình của mình nha. Dạ. Cố gắng giữ gìn sức khỏe cho bé nha chị nha. Dạ. Cảm ơn anh giúp em, ơn ơn em không biết nói gì hơn. Sau này con đi làm cà phê hoài luôn hay sao con gái? Sao con nói sao? Em con mất bệnh á. Ừ. Con đi xuống lấy tiền lương của con á, con về đây. Ừ. Con làm ở đây. Ừ. Làm gần đây ha. Dạ. Rồi. Cảm ơn con nha. Hôm nay cũng có gặp con ở đây. Rồi em về nha chị nha. Dạ, em cảm ơn anh.